ngày 5 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đang phối hợp với các đơn vị, xác minh lai lịch của nữ nạn nhân, nghi là người nước ngoài, tử vong trên địa bàn. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 11, Cơ quan Công an tiếp nhận thông tin, có một tử thi chưa rõ lai lịch tại tầng 4, tòa nhà chung cư trên đường Hàm Nghi, phường Thạc Giáng, quận Thanh Khê. Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an xác định, nạn nhân là nữ giới, có đặc điểm nhận dạng giống với người nước ngoài. Cao khoảng từ 1m50 đến 1m60, mặc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ, trắng, quần đùi thun màu đen, tóc màu vàng dài ngang vai. Mu bàn chân phải có xăm chữ tiếng Anh, trên bắp chân phải có xăm hình bộ xương và lưỡi hái. Nạn nhân có mang theo một chìa khóa có gắn kèm thẻ màu xanh, trên thẻ ghi số 203.